Vâng, chào các em. Trong video này, thầy sẽ hướng dẫn cho các em giải đề kiểm tra giữa kỳ 2, môn lý 7. Đề này gồm tất cả 8 câu trắc nghiệm và 3 câu tự luận. Nào, chúng ta bắt đầu nhé. Nội dung kiểm tra là các em học hết bài 5 tác dụng của dòng điện đó. Tác dụng từ, tác dụng sinh lý, tác dụng hóa học, tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng. Sau khi kết thúc là chúng ta sẽ chuẩn bị cho bài thi giữa kỳ 2. Rồi, chúng ta bắt đầu. Các em hãy chọn và khoanh tròn vào đáp án đúng. Câu 1. Vật bị nhiễm điện là vật như thế nào? Vật bị nhiễm điện là vật có khả năng hút các vật nhiệt khác. Các em chọn B. Câu số 2. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về dòng điện? Dòng điện là dòng dịch chuyển có hướng của các điện tích. Là dòng dịch chuyển có hướng của các điện tích. Các em lưu ý từ có hướng nha. Của các điện tích ở đây có thể là điện tích âm hoặc là điện tích dương. Câu số 3. Căn cứ vào đâu có thể kết luận chứng tỏ thước nhựa đã bị nhiễm điện? Căn cứ vào đâu chúng ta có thể kết luận cái thước nhựa đã bị nhiễm điện hay không? Câu A. Nếu thước nhựa đẩy, đẩy là sai nha. Các em chỉ học hút thôi. Đây chúng ta kiểm tra câu B này. Nếu thước nhựa hút các vụn giấy chứng tỏ thước nhựa đã bị nhiễm điện, các bạn chọn B. Câu 4, chọn câu sai. Hai vật cọ xát với nhau, kết quả thu được hai vật nhiễm điện trái dấu. Hai vật mà cọ xát với nhau thì các em lưu ý, chắc chắn khi mà cọ xát với nhau thì nó sẽ là điện tích, sẽ electron từ vật này sẽ chuyển từ vật này sang vật khác. Vì thế mà hai vật đó sẽ nhiễm điện trái dấu. Vì có vật thì nhiễm điện dương, có vật thì nhiễm điện âm. Câu 4. Chọn câu sai. Hai vật cọ xát với nhau kết quả thu được là hai vật nhiễm điện trái dấu nhau. Thì rõ ràng các em biết rằng khi mà hai vật mà cọ xát với nhau thì chúng sẽ bị nhiễm điện. Một vật sẽ nhận electron, một vật sẽ nhường electron. Vì thế vật nào mà thừa electron thì vật đó nhiễm điện âm. Vật nào bị mất electron, vật đó sẽ nhiễm điện dương. Vì thế mà hai vật sẽ nhiễm điện trái giống với nhau sau khi cọ xát vào nhau. Đúng ha. Bình thường thì nguyên tử trung hòa về điện là đúng. Vì tổng điện tích âm của các electron có trị số tuyệt đối bằng điện tích dương. Vì thế nguyên tử trung hòa về điện. Câu C. Các điện tích cùng dấu thì hút nhau. Là sai rồi này. Các điện tích cùng dấu thì phải là đẩy nhau. Còn trái dấu thì hút nhau mới đúng ha. Vậy là các em chọn câu sai là câu C nhé. Câu 5. Dòng điện trong kim loại là gì? Dòng điện trong kim loại là dòng dịch chuyển có hướng của các electron tự do. Là dòng chuyển dời có hướng của các electron tự do. Câu A hợp lý luôn các em. Chọn câu A luôn. Câu 6. Trong các thiết bị dưới đây, thiết bị nào ứng dụng của tác dụng từ của dòng điện? Các em lưu ý, một số dụng cụ điện mà dựa vào tác dụng từ của dòng điện, ví dụ như quạt điện, tua bin hay là người ta gọi là máy bơm nước đó. Các em nhớ là những cái bộ phận mà nó quay á, hoặc là 500 điện hoặc là chuông điện thì đó là dựa vào tác dụng từ. Trong các đề kiểm tra các em thường gặp những cái dụng cụ điện đó thôi nha. Ở đây chúng ta thấy là 500 điện tất nhiên là tác dụng từ của dòng điện rồi. Còn về máy sấy tóc. Máy sấy tóc có bộ phận làm quay, cũng có bộ phận làm nóng. Vì thế ở đây là tổng hợp của hai tác dụng, đó là tác dụng nhiệt và tác dụng từ. Và máy sấy tóc mục đích người ta tạo ra là dùng để làm cho khô tóc, chắc chắn là dựa vào sức nóng mà cao nhất. Vì thế sẽ ưu tiên về tác dụng nhiệt của dòng điện. Vậy là các em chọn ở đây là 500 điện là dựa vào tác dụng từ của dòng điện nhé. Câu 7. Dòng điện có tác dụng phát sáng khi chạy qua bộ phận hay dụng cụ điện nào dưới đây khi chúng đang hoạt động bình thường? Nhớ là tác dụng phát sáng. Câu A. Ruột ấm nước điện, đây là dựa vào tác dụng nhiệt rồi. Công tác là không liên quan đúng không em? Dây dẫn điện trong mạch điện gia đình là cũng là tác dụng nhiệt. Còn đèn báo tivi đó là đây là đèn về tác dụng phát sáng của dòng điện. Đèn báo tivi thường thường là đèn led hoặc là đèn neon. Các em nhớ nha, tác dụng phát sáng của dòng điện á, tại sao người ta nói rằng dòng điện có tác dụng phát sáng, thì các em nói là dòng điện đi qua bóng đèn led nè,
hoặc là đi qua bóng đèn bút thư điện thì nó phát sáng, thì đó chính là tác dụng phát sáng của dòng điện. Câu số 8. Trong các trường hợp sau đây, trường hợp nào tác dụng nhiệt là có ích? Thì tác dụng nhiệt là có ích thì các em căn cứ vào cái nồi cơm điện, các em ra thấy rằng người ta nung nấu thức ăn dựa vào sức nóng của mâm điện, mâm nhiệt. Vì thế tác dụng nhiệt là có ích. Còn một số dụng cụ khác mà chúng ta không dùng nó để làm nóng thì những cái tác dụng nhiệt là vô ích ha. Ở đây các em rõ ràng là dòng điện làm nóng bầu vẹt. Cái vẹt này đó người ta tạo ra không phải là dựa vào sức nóng thì tác dụng nhiệt sẽ là không có ích rồi. Dòng điện làm nóng đế bàn là đúng, tại vì bàn là chúng ta làm để ủi quần áo chắc chắn là chúng ta phải cần có sự có sức nóng. Vì thế mà tác dụng nhiệt là có ích luôn. Máy bơm nước là dùng để bơm nước thôi, không liên không người ta không dựa vào sức nóng, cũng như máy điều hòa cũng vậy. Câu 9 phần tự luận. Chất dẫn điện là gì? Chất dẫn điện là chất không cho dòng điện đi qua, xin lỗi, chất dẫn điện là chất cho dòng điện đi qua. Các em ví dụ một số chất dẫn điện như là thứ nhất là kim loại. Kim loại ở đây ví dụ như đồng, chì và nhôm, đồng, chì và nhôm. Hoặc là nước. Nước ở đây là nước sông, nước biển, vân vân. Nước nha các em, không phải nước cất nha. Tiếp tục, chất cách điện là chất không cho dòng điện đi qua. Chúng ta sẽ lấy ví dụ như là nước cất nha. Nước cất là chất tinh khiết và nó chỉ là một chất duy nhất. Nhiều em không hiểu từ nước cất này. Nước cất liền là người ta lấy nước sông, nước suối, người ta chưng cất bằng cách là người ta đun sôi thì cái hơi nước sẽ bay hơi lên, người ta thu hơi nước. Cái nước đó là cái nước tinh khiết, cái nước đó sau khi quá trình lọc đi tất cả những cái bụi bẩn cũng như những chất khác rồi, người ta thu nước nguyên chất thôi. Nước cất. Nước cất này thường thường phục vụ trong phòng thí nghiệm hoặc là trong y học. Trong bệnh viện đó người ta pha thuốc tim, người ta pha thuốc tim. Chú ý nha. Câu này hầu như các em nào cũng làm được hết rồi. Câu số 2, câu số 9 là cho điểm này. Câu số 10. Khi hai mảnh ni lông sau khi cọ xát bằng vải khô đặt gần nhau thì có hiện tượng gì xảy ra và tại sao lại có hiện tượng đó? Hai mảnh ni lông rõ ràng là cùng bản chất là ni lông. Sau khi cọ xát vào vải khô thì chúng sẽ nhiễm điện cùng loại với nhau, đúng không các em? Sau khi cọ xát bằng vải khô thì chúng sẽ nhiễm điện cùng loại với nhau, nên cái hiện tượng ở đây là sẽ là đẩy nhau nha các em. Hiện tượng là đẩy nhau tại vì hai mảnh ni lông sau khi cọ xát vào vải khô thì sẽ nhiễm điện cùng loại, nên đặt gần nhau chúng sẽ đẩy nhau. Đấy, hiện tượng ở đây là đẩy nhau. Còn giải thích là gì các em? Hai mảnh ni lông nhiễm điện cùng loại sau khi cọ xát. Nhiễm điện cùng loại sau khi cọ xát vào vải khô. Nhiễm điện cùng loại ở đây cụ thể là cùng nhiễm điện âm nha các em. Câu B. Thanh thủy tinh và thanh nhựa sau khi cọ xát bằng vải khô đặt gần nhau thì như thế nào? Thì chúng sẽ là hút nhau. Ở đây hút nhau. Tại sao? Thì chúng ta học rồi, theo quy ước thanh thủy tinh mà cọ xát vào lụa hoặc vải khô á thì thanh thủy tinh nhiễm điện dương. Còn thanh nhựa sẫm màu khi cọ xát vào vải khô thì nhiễm điện âm. Vậy là hai cái thanh này nhiễm điện trái dấu nhau, khi chúng ta đặt gần nhau thì chúng sẽ hút nhau cho các em. Thì các em sẽ trả lời thứ nhất là thanh thủy tinh. Thủy tinh cọ xát vào vải khô. Cọ xát vào vải khô nhiễm điện dương. Còn thanh nhựa cọ xát vào vải khô nhiễm điện âm. Vậy là khi chúng đặt gần nhau do nhiễm điện trái dấu nên hút nhau. Em biết. Câu 11. Vì sao nói dòng điện có tác dụng nhiệt và tác dụng sinh lý? Thứ nhất, chúng ta sẽ giải thích cho việc là dòng điện có tác dụng nhiệt. Thì dòng điện có tác dụng nhiệt là do khi mà dòng điện đi qua các vật dẫn thông thường,
các em phải lưu ý là các em phải ghi là vật dẫn nha. Nhiều em ghi á là dòng điện đi qua các vật thông thường thì làm cho vật đó nóng lên là sai. Tại vì một số vật không dẫn điện thì nó không thể nào vật đó nóng lên được nha. Ví dụ như gỗ khô đâu dẫn điện đâu, đúng không em? Nó chất cách điện mà, đúng không? Vậy là vì là dòng điện đi qua vật dẫn ha. Vì dòng điện đi qua vật dẫn. Vật dẫn đây là gọi là vật dẫn điện đó, vật dẫn thì làm vật dẫn nóng lên. Đó là dòng điện có tác dụng nhiệt. Còn vì sao nói dòng điện có tác dụng sinh lý á, là các em sẽ dựa vào dòng điện đi qua cơ thể người hoặc động vật thì làm cho các dây thần kinh bị tê liệt, làm cho các cơ bị co giật ha. Thứ nhất là cơ bị co giật, tim ngừng đập, hoặc là dây thần kinh bị tê liệt. Đó. Các em không cần nêu hết đâu, các em nêu một vài cái tác dụng thôi, tê liệt. Được chưa? Vậy là thầy nhắc lại, dòng điện có tác dụng sinh lý là do dòng điện đi qua cơ thể người hoặc động vật thì gây cho các cơ bị co giật, làm cho tim ngừng đập, làm cho các dây thần kinh bị tê liệt. Tiếp tục câu cuối cùng, các em hãy giải thích tại sao trên các cánh quạt điện trong gia đình thường bám bụi. Trên các cánh quạt thì các em biết rằng cánh quạt điện trong gia đình á là cánh quạt là quay, đúng không các em? Vậy chúng ta giải thích là khi cánh quạt quay thì cánh quạt sẽ cọ sát với không khí, nghĩa là do nó cọ sát với không khí. Cọ sát với không khí. Suy ra cánh quạt bị nhiễm điện. Nên cánh quạt bị nhiễm điện. Cánh quạt bị nhiễm điện thì nó sẽ hút các bụi bẩn xung quanh nó, hút bụi bẩn xung quanh nó. Vì thế, quạt điện trong gia đình thường bám bụi. Được chưa nào? Đó là nội dung thầy truyền tải ở video này. Thầy mong rằng với video giúp ích cho các em nào đang trong quá trình ôn tập giữa kỳ 2 có kết quả cao trong bài thi giữa kỳ nhé. Cảm ơn các em đã theo dõi video. Chào các em.